Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Hưng Hawaii của vợ chồng mình nha. Hôm nay vợ chồng mình cũng sẽ dẫn các bạn đi khám phá một bãi biển nữa. Tại mình ở Hawaii mà nên đặc sản rất là nhiều bãi biển đẹp, hoang sơ mà nhiều mà ít người biết. Hôm nay cũng là một trong những bãi biển đó mà ít người biết lắm. Rồi các bạn đi theo vợ chồng mình để coi bãi biển nào nha. Ok, bây giờ các bạn đi theo bạn Hưng Hawaii nha. Mọi người sẽ khám phá một bãi biển mới. Bãi biển này ít người biết nha. Đó, đây đẹp quá, có cái cây này rất là bự nè. Cho coi học nhà biết ha. Cô mấy bạn biết này cái gì không? Bạn ơi biết cái hộp là hộp gì không nè? Đâu? Đứng yên, đứng yên. Hộp gì vậy anh? Anh cũng không biết hộp gì. Không biết cái gì, cỏi gì. Nhưng mà cái này ăn được. Người Hawaii người ta ăn cái này được. Giống như ăn với hộp dẻ vậy. Mình ăn mình phải đập ra vậy hả? Đập ra. Người Hawaii người ta thích ăn cái này lắm. Trong cái này mình có thể tìm bất cứ chỗ nào biển của Hawaii nha. Đó, không biết cái này tiếng Việt nó gọi gì. Ăn bùi bùi kiếm cái hộp cát. Ủa, cái hộp này là của cái cây bự này hả? Cái này đó. Wow, cây nó quá trời bự. Hôm nay sóng lớn quá nè. Cái này giống như hạt dẻ ha? Ừ, giống hạt dẻ. Cái này mấy người Hawaii họ thích ăn lắm nè. Hay cái trái đó nó già không phải vậy, ăn này cực khổ quá. Chút chút giờ tao cho mọi người coi thôi, anh đập có nó bể hết rồi. Trong trắng trắng vậy. Mình ăn cái trắng cứng quá. Đi này chắc bị hư rồi. Ủa? Chắc mình không có biết lựa trái nào á. Nhiều trái nó còn non, nó chua. To, thấy chỗ này nè, khô. Cái là khô đó, nó mới chín. Ồ, đây nè. Mình ăn cái trong này mới trắng trắng cái này đó. Ăn giống như hột dẻ bùi bùi á. Khó quá cái này mà ăn. Cái chỗ này hồi xưa nha, ký tượng có nhà hồi xưa dân Hawaii người ta ở đây đó, thấy cái tượng không đó. Có cái bức tượng đó sao bạn? Hồi xưa có nhà ở đây, nhưng mà có cái nhà đó, có sóng thần đập vô đây đó, đập vô đây hấp hết nhà đó. Giờ ta biết chứ hồi xưa người Hawaii ta ở đây. Ôi, Hưng là có căn nhà ở chỗ cái bức tường đó, có một cái làng. Cái làng của người Hawaii hồi xưa người Hawaii ta ở cái biển không à. Nghề chính của ta, nghề đánh cá. Đó. Sóng thần ập vô rồi. Cái này giống như thời xưa, thời chừng cả mấy trăm năm trước, nhưng mà bây giờ. Nó
Tại mấy chỗ này chỉ cần lên thiên nha, mình cần có tới mà đã ghé tầm lại ở đây nha. Con trai mà đái ỉa tầm 7 là thành đi về thành con gái nha. Con gái mà đái 7 thành con trai. Đi bé. Hello. Cái này là quay gọi là Stonewall nha. Đá. Không voi đừng đá. Từ bằng đá Stormwood. Quay khúc chưa? À. Cảm ơn em Bắc Kỳ. Ok. Qua. Bay qua. Phi qua. À. Làm YouTube cực khổ quá. Phải trèo sông gọi núi. Vào gần đây cũng đẹp hơn. Chỗ này tối nó đóng cửa, nó có cái cổng nên nếu mà mình camping hay gì á thì mình đậu xe ở ngoài. Đó. Mình đậu ở ngoài. Tại nếu mà mình đậu ở trong cái cửa nữa, mình sẽ quay cho các bạn coi cái cổng đó. Mình đậu xe ở ngoài thì có gì mình đi ra vô được. Còn không mình nó khóa cổng mà mình không có đi ra vô được. Cây. Cây đẹp mà. Cây này nó nghiêng ra biển kìa. Thấy không? Cái chỗ này á, khoảng chừng buổi sáng á, mình có thể đi bộ ra tú ngoài cục đá đó, ở ngoài đó là nó có một cái hồ rất là đẹp, cái hồ nhỏ xíu à, ít ai biết lắm đó. Nhưng mà buổi sáng á, nước xuống á, mình có thể ra ngoài đó, và ngoài đó mình có thể có cua nha, cua mà giống như con ba khía vậy á, loại con ột phí hì ở Hawaii gọi con ột phí hì, giống như con bầu ngư vậy á. Cái kê cái gì không biết gì gọi. Thì chỗ này mình có thể dẫn mấy em nhỏ tắm được. Nhưng mà ở đây thì nó không có nước ngọt để mình tắm lại nha. Chỉ có nước mặn thôi. Đập xuống. Cẩn thận nha em. Trơn quá. Té. À đó, thấy không? Này có bức thềm nè. Thấy không? Này có cái mặt em Mỹ đen à. Ừ, dễ ảnh tường đó. Cái này có nhà là thấy không? Nó nhà xưa. Wow, góc này đẹp nè. Ồ, góc này mà đem về Nam bán chắc cũng được 1 tỷ hả? Vậy người ta điêu khắc hình con kia đẹp lắm á. Đi xuống dưới đây coi cặp cái dưới đây coi có gì. Có cái hồ. Coi cái hồ có gì trong đây. Cái này tốt nhất mình đi chỗ này buổi sáng nha, bữa tối vô đây cũng hơi nguy hiểm á. Mình không biết ai ở trong đây.
coi trong đây nó có cá không. Ồ, có cá kìa, đó, đó. Ồ, có cá rồi Vi. Có cá nhỏ 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 trong đó. Đi theo đàn. Các bạn có nghe tiếng chim hót không? Cái bãi biển này giống như ngày hôm qua, cái bãi biển kia là phía góc này là nước ngọt, giống như dòng sông gì đó, cái hồ. Phía trước là biển, hai nơi nó chập lại với nhau. Giờ mình đi gần lại phía biển chút. Cái này cái gốc cái rễ cây ha, giống như bonsai. Đây cũng đá núi lửa quá trời. Big Island này á thì chủ yếu là đá núi lửa nhiều, biển nào nó cũng có hết á. Nếu mà tìm biển mà có đá núi lửa này thì rất nhiều, mà mình tìm cái biển mà có cát á, giống như bên Honolulu á thì nó ít hơn. Đẹp quá ha. Cái biển này thì ít người tắm. Đây sóng cũng lớn. Lại gần phía này coi thử coi. Qua nước trong luôn các bạn. Nhìn phía dưới luôn nè. Ngồi đây yên tĩnh ha, nghe tiếng sóng biển. Thấy cái phía trước mặt không, là bên đây là nó đánh vô trong nè, còn bên đây là nước của cái hồ á, nó chạy ra giống như cái chỗ hôm qua đó, hai bên nó gặp nhau đó, không nước lên, nước lên. Ấy mày mới thấy con rùa ở phía đó đó mà giờ nó lặn xuống rồi. Trong hồ này có rất nhiều cá nha. Wow, nước lên, nước lên. Nước lên nè. Mình đi phía này nè. Cá không. Ra ra. Đứng ở trong nước luôn. Cá nước nó xuống. À, nước nó xuống nè. Nhiều nước lên rồi. Nhiều nước lên rồi. Là nó sẽ ngập hết chỗ này. Giờ đây giờ chiều. Mình đi thấy không? Để mình đi được bây giờ lên rồi đó. Bây giờ mình phải đi ngược vô. Wow.
Thôi bây giờ đi qua đi. Rồi lát nữa là nước nó lên là biết bơi luôn. Bây giờ mình đi ngược ra. Cá nhỏ. Cái hồ này có cá nha, cá nhỏ nhỏ. Ở đây khô queo rồi. Nãy chỗ này khô giờ ướt hết rồi. Sóng lớn hết rồi. Sóng lớn nhưng mà không có mình không biết là sẽ chờ mình sẽ tông tông như đó. Thì các bạn muốn chụp sóng thì đi ra cái bãi biển mà không bữa không có quay đó. Giống như chỗ bãi biển nó dành cho chỗ như chỗ chụp sóng nè, chỗ để tắm nè, chỗ để ngắm cảnh nè, chứ không phải là chỗ nào cũng chụp sóng được. Tuy là sóng lớn. Mà cái này giống như đi vô suối hả? Vô suối. Đi suối rồi các bạn. Cháy nó nguy hiểm ha, lỡ nó cháy sao? Đó, này nó đốt nha. Nó đốt nè. Đó. Những người mà họ đi tập chợ họ đốt luôn đây. Đốt. Không mà nhiều khi cũng của mấy người vô dân cư á, họ ừ nó vô đây lửa ừ, đó. Nó vô đây nó đốt nó lạnh đó. Dạ thấy được. Sợ lắm. Nó có cái cầu thang lên ha. Không. Đi cái đường này dễ hơn nè. Còn cái xe mình không nữa. Các bạn tới Hawaii là phải đi kiếm người dân local như mình mới dẫn các bạn đi nhiều chỗ nó hoang sơ ít người biết. Còn những chỗ mà trên bản du lịch á thì không nhiều người nó không có chỗ này đâu. Mình đi ra phía này có mình đi xuống phía cát kìa. Chứ qua kia ngó một cái. Mình tới đây nó vắng không có ai, mình để xe mình cũng sợ. Sợ ra không còn xe đi về. Hai đứa không biết sao đi bộ về. Thì mỗi lần đi bán hàng về cái hai vợ chồng tranh thủ đi quay cho mọi người coi. Nên quay cái giờ này nó buổi chiều nó không có được sáng lắm. Các bạn thông cảm nha. Các bạn nhớ like và subscribe nhiều. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian quay nhiều hơn. Ở bên đây có mấy cá tắm được nè. Không
quan đến cuộc sống nữa. Wow, đây có căn nhà lý tưởng quá ha. Cái chiều chiều, cái chiều chiều ngồi nghe tiếng sóng biển, uống ly cà phê hay uống ly rượu. Wow, nhà mà ngay biển vậy là rất là mắc nha. Wow, Hưng Hawaii đu cây chừng gãy cây. Wow, sống như đẹp quá kìa. Ngoài đó. Wow, cái cảnh này đẹp quá nè. Cái này cái cặp đôi nào mà chụp hình cưới á, chụp hình cưới mà ra đây là chụp đẹp lắm á. Ồ, sóng lớn. Sóng đẹp quá, về cái ngọn sao kìa. Khúc này đẹp quá nè. Cho mọi người ngó thêm một chút nữa nè. Wow, mưa. Đó. Ok, clip tới đây cũng đã vừa đủ. Tại vì trời sắp mưa đó. Nên mình hay nói á, ở bên chỗ mình Big Island á, đặc sản là mưa. Nên á, ngày nào nó cũng mưa hết. Nên đi chút xíu tranh thủ sắp xếp đi để cho nó không mưa. Đi cỡ nào nó cũng dính mưa. Thôi đặc sản mà mình phải chấp nhận thôi. Nổi tiếng lắm á. Ok, vợ chồng mình xin cảm ơn quý ông bà cô chú, các anh chị các em đã ủng hộ kênh Hưng Hawaii của vợ chồng mình nha. Các bạn xem clip thấy hay thì bấm like and subscribe, ủng hộ cho kênh Hưng Hawaii. Sóng lớn kìa. Okay, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video clip này nha. Anh Hưng Hawaii nè, bye bye mọi người nè. Bye mọi người, thank you. Ok, see you, hẹn gặp lại. Coi sóng lớn nè. Đẹp quá nè. Đẹp quá, ướt cái chân luôn. Nước lên. Hôm nay sóng mạnh quá. Coi nè. Hôm nay động quá, gió. Gió nhiều, biển động. Giờ trước mặt mình là cái du thuyền. Mỗi ngày nó vừa đến Hawaii. Thuyền chạy đi rồi thuyền khác tới. Trước mặt mình là cái thành phố Hilo. Sống nha. Hôm nay là chỉ nhận sống mình đẹp quê không? Nhưng mà ở đây có nhiều đá quá, hơi khó chọn sống. Phải đi xa xa chút xíu, phải bơi ra ngoài xa đến chỗ đó đó. Đó, chỗ đó, ok. Đó, mình sẽ chọn sống mà để cho những cái người mà chợt sống mà kinh nghiệm nha. Còn như mình không có kinh nghiệm mấy nên mình không có dám ra ngoài đây chợt sống như vậy, rất là nguy hiểm. Tại dưới là đá ngầm ở dưới không, là đá bén lắm, đá nữa đá bén lắm. Còn cho những người có kinh nghiệm chợt thôi. Hawaii rất là siêu sạch nha, không bị ô nhiễm. Tấm biển Hawaii là bao sạch luôn, chưa xuống đáy luôn. Để mình qua kia đá nữa. Cái đá này nhớ hồi mà kỳ mình đi qua Hàn Quốc, Jeju Island, nó cũng bên Jeju nó cũng có, nó lửa đá giống vậy nha. Giống vậy. Để mình
coi qua bên đây coi qua hồ mặt bắc hầu như có đàn cá này, cá nhỏ. Vì cái biển Hawaii đó là mình người ta nói là mình không bao giờ mà quay mặt ra ngoài sau cái sóng nha, có lý do đó, đến giờ đó, đến giờ như vậy đó, tại sóng có thể đánh đánh sau lưng mình bất cứ lúc nào, mình không có đề phòng được, nên người ta nói lúc nào mình cũng nhìn thẳng cái chỗ mà sóng đánh, chứ mình đừng có nhiều người ta giống như là muốn chụp hình đó, cần sóng người ta quay mặt lại sóng đánh, nên mình đừng có bao giờ mà chụp hình mà quay mặt ra ngoài sau sóng. Hoặc là bên phía đó chợt sóng cũng được đó, cái phía đó chợt sóng được, hồi đó mình có chợt sóng ở phía này bên đó có hai bạn đang ngồi, biết phải vô gia cư không, coi coi phóng gần lại ba em luôn, họ ngồi thổi thổi gì ở chỗ này chợt sống nè, sống được ở đây thì không ít ít đá ở dưới đó, đó giống như sống vậy, chợt được. Được chưa? Và còn một điểm nữa, cái lá cây này nha, cái cây này nè đó, cái lá này nè là người ta đem về, người ta đang làm nón, giống như mình mà tới Hawaii mình thấy người ta mà đang mấy cái nón mà cái màu vậy là bằng cái lá cây này nha đó, mà rất là mắc tiền, có khi một cái nón có thể lên tới 300-400, và nó làm rất là kỹ xảo, rất là đẹp. Còn những cái nón rẻ tiền thì nó làm bằng cái lá dừa. Là cây này nè đó, người Hawaii ta đang làm nón.